có một dự án ngoại quốc nhưng khiến người Việt Nam quan tâm nhất vào lúc này. Bởi vì dù không nằm ở nội địa, nhưng ảnh hưởng môi trường, kinh tế, chính trị, an ninh mà nó mang lại là vô cùng sâu sắc với đất nước Việt Nam. Đây là dự án đào một con kênh nối cảng tự trị Phnom Penh với tỉnh ven biển Kep ở Campuchia, nơi nằm bên vịnh Thái Lan, có tên là kênh đào Phù Nam Tê Cho. Bằng con kênh đào này, Campuchia sẽ giảm sự phụ thuộc vào cảng biển Việt Nam, thông qua đó làm giảm ảnh hưởng của Việt Nam và tăng ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Việt Nam. Kênh đào Phù Nam Tê Cho đang là mối quan tâm chính của các quốc gia trong khu vực thuộc Ủy hội Sông Mekong như Việt Nam, Lào, Thái Lan, Campuchia, và là nguồn cơn cho những căng thẳng ngoại giao gần đây giữa hai nước Việt Nam và Campuchia. Một lần nữa, từ góc độ lịch sử và địa chính trị, chúng ta lại phân tích ý nghĩa của dự án này đối với các quốc gia có liên quan chính trong khu vực. Khởi công kênh đào Phù Nam Tê Cho, vì sao lại là lúc này? Phù Nam Tê Cho là kênh đào lịch sử đầu tiên ở Campuchia do ông Hun Sen, cựu thủ tướng và hiện là chủ tịch Thượng viện Campuchia, khởi xướng. Tuy ông khởi xướng nhưng không trực tiếp thực hiện, mà là con trai ông, thủ tướng đương nhiệm Hun Manet. Vì sao lại như vậy? Cựu thủ tướng Hun Sen được cho là người có nhiều mối quan hệ với Việt Nam. Tiểu sử của ông cho thấy ban đầu Hun Sen tiến thân trong nội bộ Khmer Đỏ và từng là tư lệnh tiểu đoàn ở vùng đông của Campuchia Dân Chủ, là tên nhà nước trong thời chính quyền Khmer Đỏ. Năm 1977, Hun Sen và các cán bộ trong tiểu đoàn của ông đã trốn sang Việt Nam để thoát khỏi các cuộc thanh trừng nội bộ của chế độ Khmer Đỏ. Ở đây, ông có bí danh tiếng Việt là Mai Phúc. Sau này, Hun Sen đã trở thành một trong những người lãnh đạo quân đội và chính phủ nổi dậy do Việt Nam bảo trợ. Sau sự thất bại của chế độ Khmer Đỏ, Hun Sen được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Ngoại giao của Cộng hòa Nhân dân Campuchia, nhà nước Campuchia BRK-SOC, rồi trở thành Thủ tướng Campuchia vào tháng 1 năm 1985. Trên thực tế, ông Hun Sen là người chịu ơn Việt Nam. Có thể là vì ông ấy chắc chắn rằng dự án kênh đào này sẽ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ với Việt Nam, nên nhắm vào 2 tháng trước khi rời nhiệm sở Thủ tướng, ông mới chủ trì một cuộc họp nội các quyết định rằng dự án hệ thống đường thủy và hậu cần Tonle Basas sẽ được gọi là kênh đào Phù Nam. Kế hoạch chi tiết của dự án cũng đã được vạch ra, bao gồm ngân sách, cấu trúc và thời gian thực hiện. Song dự án chỉ được tăng tốc kể từ khi Hun Manet trở thành Thủ tướng Campuchia. Ông Hun Sen đã có lý do để từ chối sức ép từ các mối quan hệ cũ rằng giờ đây quyền hành đã nằm trong tay người khác. Mới đây, ngày 26 tháng 5, ông Hun Sen cũng bác bỏ tin ông chọn khởi công kênh đào Phù Nam Tê Cho vào tháng 6 năm 2024, nói kế hoạch là do Thủ tướng Hun Manet, con trai ông, quyết định. Điều này gợi nhớ đến một chi tiết trong tiểu thuyết The Godfather, Bố Già, của nhà văn Mario Puzo. Bố già Victor Corleone, vì hoàn cảnh hiểm nghèo của gia đình Corleone, đã buộc phải hứa với các gia đình mafia mạnh nhất ở New York rằng ông sẽ không trả thù họ vì đã sát hại mình. Quả thật là như vậy, bởi vì thực tế sau đó, kẻ báo thù là con trai ông, Michael Corleone, người đã được ông mau chóng nhượng quyền lãnh đạo gia đình Corleone quyền lực. Bố già Victor Corleone không vi phạm lời hứa và giữ được thể diện chốn giang hồ. Tất nhiên, Michael Corleone thông qua việc đó mà thâu tóm quyền lực, trở thành ông trùm mafia mạnh nhất nước Mỹ. Vì sao kênh đào lại có tên là Phù Nam Tê Cho? Cái tên Phù Nam Tê Cho không rõ là tác phẩm của ông Hun Sen hay là có sự cố vấn của ai đó. Tê Cho thực chất là phiên âm của một từ có nghĩa là đô đốc quân sự cấp cao nhất canh giữ một phương, trong tiếng Khmer. Tương tự như đại tướng quân thời Trung Quốc cổ đại, danh từ này có thể bắt nguồn từ hai vị danh tướng sống dưới thời ông Ondon của Khmer cổ vào thế kỷ 17, Tê Cho Meas và môn đệ của mình là Tê Cho Jos. Họ đã có những đóng góp quan trọng trong việc bảo vệ lãnh thổ Khmer và chống thù trong giặc ngoài. Hiện nay, các bức tượng đồng của họ vẫn đứng tại bến tàu Sisowat ở Phnom Penh. Cái tên Tê Cho nghe như một âm hưởng của sự quang phục đế chế Khmer vậy. Còn cái tên Phù Nam mới là một ẩn ý thâm sâu hơn nữa, cho thấy chỗ dụng tâm của người đặt ra cái tên này.
Phù Nam là quốc gia cổ nhất của vùng Đông Nam Á, được người Khmer thuộc Campuchia ngày nay gọi là nhà nước đầu tiên của mình. Chưa cần nói đến nhận định ấy có chính xác về mặt lịch sử hay không. Chỉ riêng địa bàn lãnh thổ của các quốc gia Phù Nam cũng có thể gợi lên những ý tưởng tranh chấp trong thời hiện đại. Phù Nam, vùng đất Nam Bộ Việt Nam hiện nay và nỗi ám ảnh của người Campuchia. Có một quan niệm cho rằng vùng đất Nam Bộ từ xưa vẫn là lãnh thổ của Campuchia, bởi vì nó đã từng thuộc về Vương quốc Phù Nam, mà Phù Nam lại được người dân Campuchia coi là nhà nước đầu tiên của người Khmer. Trong một hội thảo về bảo tồn di sản văn hóa tổ chức năm 1993 tại thành phố Nara, Nhật Bản, ông Vaz Molivat, Bộ trưởng Quốc vụ Khanh Campuchia, khi ấy đã trình bày báo cáo chính thức của nước này. Trong đó cũng xếp văn minh Phù Nam vào nhóm dạng thức đặc biệt của nhóm Khmer. Thực hư ra sao, chúng ta buộc phải nhờ đến sự phân định từ lịch sử. Phù Nam, chữ Hán, tiếng Anh, là tên gọi được đặt ra cho một quốc gia cổ trong lịch sử vùng Đông Nam Á. Ở khu vực Hạ Lưu và Châu Thổ sông Mekong, tên gọi là Phù Nam không được tìm thấy trong bất kỳ văn bản nào có nguồn gốc tại khu vực này trong thời kỳ đó. Và người ta cũng không rõ người Phù Nam dùng tên gọi gì để nói tới chính thể của mình. Tên gọi Phù Nam trong tiếng Việt là phiên dịch từ tên gọi tiếng Hán, chủ yếu dựa trên báo cáo của hai sứ giả Đông Ngô thuộc Trung Hoa là Khang Thái và Chu Ứng, đã từng sống tại đây trong khoảng giữa thế kỷ thứ ba. Từ đó nó được xuất hiện trong các thư tịch Trung Hoa khi mô tả về vương quốc này. Theo các thư tịch cổ Trung Hoa, thì quốc gia Phù Nam nằm ở phía nam của Lâm Ấp hay Champa, với trung tâm là vùng đất Nam Bộ nước ta ngày nay. Trong thời kỳ hưng thịnh, vương quốc này về phía đông đã kiểm soát cả vùng đất phía nam Trung Bộ Việt Nam. Về phía tây đến thung lũng sông Mê Nam Thái Lan, về phía nam đến phần phía bắc bán đảo Mã Lai. Phù Nam xuất hiện vào khoảng đầu công nguyên và biến mất vào khoảng thế kỷ thứ 7. Từ tháng 2 đến tháng 4 năm 1944, nhà khảo cổ học Pháp là Louis Malares đã khai quật khảo cổ ở Ốc Heo, nay thuộc địa phận xã Vọng Thê, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, và đã tìm thấy nhiều di vật quý có niên đại phù hợp với thời kỳ quốc gia Phù Nam tồn tại ở đây. Những bằng chứng khảo cổ đã dẫn đến một kết luận đang được đồng thuận trong giới khoa học, đó là Ốc Eo chính là văn hóa của quốc gia Phù Nam. Song, trước đây người ta vẫn tự động cho rằng chủ nhân của nền văn hóa Ốc Eo này là tổ tiên của người Khmer. Tuy nhiên, những di tích thuộc văn hóa Ốc Eo cho thấy sự khác biệt với văn hóa Khmer, vốn bắt đầu từ nhà nước dân lạp thì đúng hơn. Theo sử liệu Trung Hoa, ví dụ như tấn thư thì tang lễ và hôn nhân của Phù Nam giống với Lâm Ấp, tức Champa, hơn là dân lạp. Cổ sử của Trung Hoa cũng có nhiều ghi chép phân biệt rõ Phù Nam với quốc gia đầu tiên của người Khmer là Chân Lạp ở vùng trung lưu sông Mekong gần biển Hồ. Tuy thư chép rằng nước Chân Lạp ở về phía tây nam nước Lâm Ấp, nguyên là một chư hầu của Phù Nam. Vua nước ấy là Satriya Sichasena đã đánh chiếm và tiêu diệt Phù Nam. Sách sử của nhà Đường cũng chép trong nước Phù Nam bấy giờ có thay đổi lớn. Nhà vua đóng đô ở thành Đạt Mục, thình lình bị nước Chân Lạp đánh chiếm, phải chạy trốn về phía miền nam, trú ở thị trấn Na Phất Na. Những sự kiện đó là vào đầu thế kỷ thứ 7 khi Chân Lạp đã quật khởi và tiêu diệt Phù Nam. Chân Lạp mới là tổ tiên của người Campuchia hiện nay, hơn là Phù Nam. Sau khi chiếm được Phù Nam, vùng đất được gọi là Thủy Chân Lạp để phân biệt với Lục Chân Lạp và vùng đất cũ của Chân Lạp. Tuy nhiên, vì ngay cả Lục Chân Lạp cũng đòi hỏi nhiều nguồn lực để khai phá, trong khi dân số người Khmer vẫn còn rất ít ỏi, nên Thủy Chân Lạp cũng không được tổ chức quản lý chặt chẽ và vẫn nguyên là một vùng đồng bằng mới bồi lấp còn ngập nước và sinh lầy. Thậm chí ngay cả khi người Khmer đoạt lại vùng đất Thủy Chân Lạp này từ người Java, sau thời gian nó bị người Java cưỡng chiếm từ nửa sau thế kỷ thứ 8 đến năm 802, thì nó vẫn còn gần như rất hoang vu, đến mức mà Chu Đạt Quang, một sứ thần của nhà Nguyên trên đường sang kinh đô Angkor của đế chế Khmer vào khoảng tháng 7 năm Bính Thân năm 1296, đã miêu tả cảnh Thủy Chân Lạp trong sách Chân Lạp Phong Thổ Ký như sau. Từ chỗ vào Chân Bồ trở đi, hầu hết là rừng thấp cây rậm, sông dài cảng rộng, kéo dài mấy trăm dặm cổ thụ rậm rạp. Tiếng chim muông chen lẫn nhau ở trong đó, đến nửa cảng mới thấy ruộng đồng rộng rãi, tuy không có một tấc cây, nhìn xa chỉ thấy cây lúa rờn rờn mà thôi.
trâu rừng họp nhau thành từng đàn hàng trăm hàng ngàn con, tụ tập ở đấy, lại có dòng đất đầy tre dài dằng dặc mấy trăm dặm. Loại tre đó đốt có gai, măng rất đắng. Vùng đất này lại càng hoang phu theo đà xuống dốc của quốc gia Chân Lạp từ thế kỷ thứ 14, khi mà họ phải đối phó với các vương triều Thái Lan đang trỗi dậy ở phía Tây. Đồng thời, nạn lũ lụt ở đây trong thời gian này cũng gây khó khăn cho việc người Chân Lạp định cư. Cái tên Thủy Chân Lạp ngập nước, có lẽ đã nói lên điều đó. Từ thế kỷ thứ 16, Chân Lạp lại càng suy yếu và bị chia rẽ sâu sắc bởi triều đình Sim, nên hầu như không có điều kiện quan tâm đến vùng đất còn ngập nước ở phía đông, và trên thực tế đã không đủ sức quản lý vùng đất này. Trong bối cảnh đó, nhiều cư dân Việt từ đất Thuận Quảng đã vào vùng Mô Xoài, Đồng Nai, miền Đông Nam Bộ, khai khẩn đất hoang, lập làng sinh sống. Các chúa Nguyễn của người Việt đã thông qua rất nhiều chính sách như thông hôn với triều đình Chân Lạp, hoặc cắt nhượng bồi thường, hoặc tiếp nhận dân đất nhờ bảo vệ, tiếp nhận dân đất để được tấn phong, hoặc tiếp nhận dân đất từ hỗ trợ tranh chấp ngai vàng Chân Lạp v.v. để tăng cường khai phá vùng đất này và xác lập chủ quyền ở đây. Một đằng thì triều đình Chân Lạp bị chia rẽ, yếu thế, suy sụp, đang bỏ hoang vùng đất phía đông của họ, mà nay là Nam Bộ Việt Nam. Đằng khác thì thế lực các chúa Nguyễn mạnh mẽ nam tiến đã dần tiến tiếp quản vùng đất này một cách chính thức. Từ đầu thế kỷ 17, người Việt đã có sự quản lý liên tục vùng đất này, giữ vững được nó trước các cuộc tấn công của quân Sim vào các năm 1715, 1771 và đỉnh cao là chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút của nhà Tây Sơn năm 1785 dưới sự chỉ huy của thiên tài quân sự Nguyễn Huệ. Sang thế kỷ 19, các vua nhà Nguyễn đã cho xây hệ thống các trường lũy và đồn bảo trấn thủ dọc theo biên giới để bảo vệ lãnh thổ và chủ quyền Việt Nam trên vùng đất Nam Bộ này. Tháng 12 năm 1845, ba nước An Nam, tức Việt Nam, Sim, Thái Lan và Miên, Campuchia đã ký một hiệp ước, trong đó thừa nhận 6 tỉnh Nam Kỳ thuộc Việt Nam. Năm sau, triều nhà Nguyễn và Sim lại ký một hiệp ước có nhắc lại điều đó. Đây là hiệp ước mà sau này Cao Miên cũng tham gia. Như vậy, muộn nhất là đến năm 1845, các nhà nước láng giềng với Việt Nam, trong đó có cả Campuchia, đã ký các văn bản pháp lý chính thức công nhận vùng đất Nam Bộ là của Việt Nam. Sau này, kể cả từ khi Pháp bảo hộ cho đến khi nước Việt giành lại độc lập, thì cũng chưa bao giờ vùng đất Nam Bộ thuộc về Campuchia cả. Như vậy có thể kết luận hai điều sau đây. Thứ nhất, Phù Nam, với trung tâm thuộc vùng đất Nam Bộ Việt Nam hiện giờ, có nhiều khả năng không phải là quốc gia đầu tiên của dân Khmer, tức người Campuchia hiện nay. Thứ hai, người Việt đã có công khai phá và quản lý, xác lập quyền sở hữu nhà nước một cách liên tục đối với vùng đất bị bỏ hoang này của Chân Lạp. Vậy thì dẫu cái tên Phù Nam có ám ảnh với người Campuchia đến mức nào, cũng rất khó tìm được lý do chính đáng để họ đòi quyền sở hữu vùng đất Nam Bộ từ người Việt Nam. Thực ra, điều đáng quan tâm hiện nay đối với lãnh đạo Campuchia có lẽ nên là bản thân dự án kênh đào Phù Nam Tê Châu ấy thì hơn. Bởi vì đằng sau nó là Trung Quốc với một kho các mưu kế thuộc binh pháp cổ. Dùng kế đào kênh, Trịnh Quốc mưu phá nước Tần, dù vào bẫy nợ, Trung Quốc thao túng các nước. Trong sử ký Lý Tư Liệt truyện có chuyện sau. Vào thời nhà Tần Vương Doanh Chính đang dốc sức chinh phạt 6 nước, ở nước Hàn lúc đó có một công trình sư tên là Trịnh Quốc. Trịnh Quốc bèn tâu bày rằng, ban đầu thần là gián điệp, nhưng kênh đào hoàn thành thì cũng là lợi cho nước Tần. Thần kéo dài mệnh vài năm cho nước Hàn, nhưng lập công vạn đời cho nước Tần. Thế là Tần Vương để Trịnh Quốc tiếp tục chủ trì công trình này, dùng thời gian khoảng 10 năm đã hoàn thành công trình tưới tiêu dẫn nước từ sông Kinh vào sông Lạc này. Đó là nguồn gốc của con kênh Trịnh Quốc nổi tiếng. Song, sự việc này cũng khiến Tần Vương cảm thấy giữa người nước khác đến nước Tần, bao gồm cả công trình sư như Trịnh Quốc, họ đều vì nước họ mà toan tính. Cho nên ông muốn trục xuất tất cả khách khanh nước ngoài. Đây là một cách giải thích khác của trục khách lệnh, tức là lệnh trục xuất môn khánh. Nhìn lại ngày nay, những dự án nhất đới nhất lộ hay một vành đai một con đường, viết tắt là BRI của Trung Quốc, cũng là áp dụng lại mưu kế đào kênh Trịnh Quốc. Song với tính chất phá hoại hơn nhiều, dự án này là một bẫy nợ khổng lồ, khiến các quốc gia tham gia chìm ngập trong nợ xấu với Trung Quốc, trở thành đối tượng lợi dụng của Trung Quốc. Theo Reuters, báo cáo với tựa đề Ngân hàng cho vành đai và con đường được coi là một đánh giá toàn diện duy nhất
với hơn 13.000 dự án BRI trải rộng trên 165 quốc gia trong vòng 18 năm, tính đến năm 2021. Báo cáo kết luận, Trung Quốc sử dụng hệ thống tín nợ thay vì viện trợ để thiết lập vị trí thống lĩnh trên thị trường tài chính phát triển quốc tế, khiến BRI đi ngược với các nỗ lực từ thiện hơn như Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD. Các khoản vay khổng lồ cho các dự án BRI được tiến hành với các điều khoản ít hào phóng hơn các khoản vay từ OECD, trong khi lãi suất trung bình của OECD là 1%. Và thời gian trả nợ là 28 năm, BRI áp đặt lãi suất vay là 4,2% và thời hạn trả nợ ngắn hơn nhiều, trung bình dưới 10 năm. Báo cáo cũng nhấn mạnh rằng, đối với các dự án phát triển lớn hơn và nhiều rủi ro hơn, các khoản cho vay nước ngoài của Trung Quốc có lãi suất cao hơn và yêu cầu điều kiện bảo hiểm tín dụng và tài sản thế chấp cũng cao hơn. Tờ The Epoch Times từng đưa tin, theo một báo cáo được tổ chức theo dõi nhân quyền công bố ngày 5 tháng 8 năm 2021, một con đập của Trung Quốc được xây dựng ở Đông Nam Á đã phá hủy nguồn thủy sản, đất nông nghiệp và môi trường tự nhiên của nước sở tại Campuchia và các nước lân cận và Việt Nam, Lào và Thái Lan. Báo cáo của tổ chức theo dõi nhân quyền HRW có trụ sở tại Hoa Kỳ, dài 137 trang, có tiêu đề Ngập nước, các hậu quả về nhân quyền từ một dự án vành đai và con đường của Trung Quốc ở Campuchia. Báo cáo trình bày những tác động đang diễn ra của đập thủy điện hạ Sesan 2 đối với các cộng đồng địa phương, bao gồm thu nhập, sinh kế, đất đai và khả năng tiếp cận thực phẩm và nước của họ. Các nhà nghiên cứu cho biết, dự án thủy điện hạ Sesai 2 do Trung Quốc đầu tư xây dựng, trị giá 781 triệu đô la Mỹ, được thực hiện ở lưu vực sông Mekong của Campuchia. Để thực hiện dự án này, nhà cầm quyền Campuchia đã cưỡng chế người dân tái định cư và phải nhận khoản đền bù không thỏa đáng. HRW nhận định rằng, chính phủ Campuchia và các lãnh đạo của công ty đầu tư không tham vấn đầy đủ với các cộng đồng bị ảnh hưởng trước khi khởi động dự án và bỏ qua đa số các ý kiến quan ngại của họ. Một người dân làng tái định cư tên là Nguy đã phát biểu, họ không hỏi chúng tôi muốn hay cần gì, tất cả chúng tôi đều phản đối. Gần 5.000 người Campuchia sống bằng nghề đánh cá và trồng trọt qua nhiều thế hệ, giờ chỉ còn lại đất đá và nước không thể uống được. Trong suốt khoảng thời gian từ năm 2011 đến khi con đập hoàn thành vào năm 2018, các thành viên cộng đồng bản địa đã phản đối và viết nhiều lá thư gửi đến công ty và các quan chức chính quyền, kể cả đến Thủ tướng Hun Sen của Campuchia. Nhưng giới chức nhất quyết bỏ qua các mối quan ngại của cộng đồng và từ chối thảo luận các giải pháp thay thế. Theo HRW, một số người phản đối đã bị dọa dẫm, thậm chí bị bắt giam. Ngày nay, một dự án thủy lợi khác có đầu tư lớn hơn, rầm rộ hơn đang được triển khai. Và theo thông tin mới nhất, nó sẽ được khởi công vào tháng 8 năm 2024. Đó chính là dự án kênh đào Phù Nam Techo. Dự án có tổng vốn đầu tư 1,7 tỷ đô la Mỹ, được thực hiện bởi tập đoàn cầu đường Trung Quốc CBRC. Theo mô hình tái chính, xây dựng, vận hành, chuyển giao. Điều này có nghĩa là Bắc Kinh sẽ nắm quyền khai thác vận hành trong khoảng 50 năm trước khi chuyển giao cho Campuchia. Dự án được chính quyền Campuchia hối thúc tiến hành trong khi hậu quả của nó đối với môi trường chưa được nghiên cứu đầy đủ. Đồng thời, Campuchia phớt lờ mọi quan ngại của các nước láng giềng về ảnh hưởng khó lường của dự án này, trong đó có sự lo ngại về an ninh quốc phòng khi Trung Quốc có thể lợi dụng kênh đào Phù Nam Techo cho mục đích quân sự của họ. Các chuyên gia quân sự Mỹ như ông Thomas H. Sugaspa, cựu sĩ quan Hải quân Mỹ, nhà nghiên cứu cấp cao từ Trung tâm An ninh Tân Hoa Kỳ, cho rằng điều này có nghĩa là con kênh đào này có thể mang lại cho Trung Quốc khả năng chuyển lực lượng bộ binh, đạn dược và các trang thiết bị quân sự khác với quy mô lớn đến thủ đô Phnom Penh, tránh được những hạn chế từ hệ thống đường bộ của Campuchia. Cũng không hoàn toàn loại trừ khả năng Trung Quốc có thâm ý này, nhất là khi gần kênh Phù Nam Techo là căn cứ hải quân Rim gây tranh cãi, nơi đang được nâng cấp với sự tài trợ của Trung Quốc, và Mỹ xem đó là bằng chứng về vai trò của nó như một căn cứ của quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc trong tương lai. Theo phân tích của hãng Planet Labs và AP, hai tàu hộ tống về Trung Quốc đã trú ngụ tại cảng Rim từ tháng 12 năm 2023. Hình ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy chúng vẫn nằm dài tại đây vào ngày 8 tháng 5 năm 2024, đánh dấu 5 tháng liên tục hiện diện. Theo hãng tin AP, nếu Trung Quốc thật sự có mưu toan ấy, thì chính Campuchia cũng nên lo ngại đi là vừa. Bởi vì Mao Trạch Đông đã từng phát biểu vào năm 1965, chúng ta phải dành cho được Đông Nam Á, gồm cả miền Nam Việt Nam, Thái Lan, Miến Điện, Malaysia, Singapore, một vùng giữa Đông Nam Á rất giàu. Ở đấy có nhiều khoáng sản, xứng đáng với sự tốn kém cần thiết để chiếm lấy. Song đó có thể là một nội dung được bàn luận trong một ngày khác. Campuchia muốn mau chóng để ván đã đóng thuyền,
và động thái cần có của Việt Nam. Thủ tướng Campuchia Hun Manet thông báo dự án kênh đào Phù Nam Techo sẽ được khởi công vào tháng 8 năm 2024 này. Ngày 30 tháng 5, tại lễ khai trương Trung tâm Văn hóa Phật giáo ở tỉnh Kampong Speu, ông Hun Manet cũng tuyên bố dự án là ước mơ của nhiều người từ rất lâu. Chúng ta sẽ ngừng mơ mộng và bắt đầu triển khai. Dự án sẽ khởi công vào tháng 8. Dự án mà Thủ tướng Hun Manet đề cập chính là dự án kênh đào Phù Nam Techo. Có vẻ chính quyền Campuchia muốn mau mau chóng chóng để dự án trong tình trạng ván đã đóng thuyền, để tránh đêm dài lắm mộng. Lợi ích kinh tế của Campuchia gắn bó chặt chẽ với Việt Nam, nước vốn là đối tác chiến lược đặc biệt của Campuchia. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ hai của Campuchia chỉ sau Trung Quốc, và thương mại giữa hai nước láng giềng đã vượt quá 6 tỷ đô la Mỹ trong năm 2023. Tuy nhiên, kênh đào Phù Nam Techo này có thể gây ra rạn nứt giữa hai nước trong bối cảnh sự phân cực khu vực ngày càng gia tăng. Campuchia và Việt Nam thực sự là những láng giềng môi hở răng lạnh. Trong lịch sử, mỗi khi muốn đối phó với Việt Nam, Trung Quốc đều không bỏ quên việc khống chế, gây ảnh hưởng với quốc gia ở biên giới phía Tây Nam nước ta. Việt Nam nên làm gì lúc này? Xin nhận lời bình luận hiến kế cho các quý khán thính giả của chương trình.